Một trong những cái key giúp cho Hường tỉnh ngộ nhá, trên cái con đường giác ngộ của mình, đó chính là hãy thành thật với chính mình. Trước đây Hường cứ nghĩ rằng là khi vô minh á, thì Hường cứ nghĩ rằng là mình đang thành thật với chính mình, nhưng thực ra là không phải. Hường cứ nghĩ rằng là mình đang thương cảm cho người khác, nhưng mà thực ra đó là thương cảm cho chính mình. Hường lấy một cái ví dụ cụ thể như thế này. Khi Hường thấy một người mà bị một đám đông cô lập và không có chơi với người đó, và người đó rất là buồn ngồi một góc nhà, thì bắt đầu là Hường cảm thấy buồn và thấy thương họ. Thế là Hường chạy lại và Hường nói chuyện cùng với họ. Thì lúc đó mình nghĩ rằng là do cái tấm lòng từ bi của mình á, mình thấy người ta một mình, người ta buồn, tội nghiệp người ta nên mình lại, đúng không ạ? Thì lúc đó mình nghĩ rằng là mình đang tội nghiệp người ta. Nhưng thực ra khi bước chân vào tỉnh thức, Hường mới biết được rằng là thì ra là mình không có tội nghiệp người ta đâu, mà mình đang tội nghiệp chính mình. Mình tội nghiệp, mình thấy thương người ta, mình thấy buồn thay người ta là bởi vì mình cũng sợ bên trong của mình nhá, sâu thẳm bên trong của mình cũng sợ một ngày mình bị cô lập như vậy, và mình ngồi mình cũng sẽ buồn như vậy, mình cũng sẽ cô đơn như vậy. Nếu như không có ai mà đến chia sẻ với mình thì có phải là mình cũng sẽ rất là buồn không? Vì vậy cho nên là mình đang thương cảm với chính mình, nên là mình mới bắt cái xác của mình đến để nói chuyện với người ta. Ok chưa ạ? Đó là một cái ví dụ nho nhỏ. Ví dụ số 2 là ví dụ như trước đây nhá, mỗi lần mà ngồi trước một video thế này thì sẽ phải đánh son, sẽ phải trang điểm để cho cái mão bên ngoài của mình nó tự tin hơn khi xuất hiện trước mặt người khác. Nhưng hiện nay thì với Hường, việc đánh son hay không đánh son, trang điểm hay không trang điểm nó không quan trọng nữa. Quan trọng là bên trong của mình có thật sự bình an hay không, và quan trọng là bên trong của mình có thật sự có giá trị hay không. Và một điều nữa là ngày xưa mỗi khi Hường muốn trao giá trị cho một ai đó thì Hường phải để tâm xem người ta nghĩ thế nào, người ta có muốn nhìn mình hay không, người ta có muốn nghe mình nói hay không, nên là mình cứ mãi khổ thôi, cứ mãi chạy theo suy nghĩ của người ta thôi. Còn bây giờ thì dù là người ta có nghe hay không, người ta có đón nhận hay không, người ta có thích hay không, người ta có hào hứng hay không, có phù hợp hay không, điều đó không quan trọng. Mà quan trọng là bên trong của mình đang thật sự muốn chia sẻ những cái thứ mình đã giác ngộ và tìm đến con đường hạnh phúc như thế nào. Đó. Và khi mà mình thành thật với chính mình á, mình thực sự biết đủ. Mình không còn thấy thiếu nữa, mình thực sự biết đủ. Mình không còn thấy buồn nữa, mình cảm thấy rất là vui. Và mình cũng không còn thấy thương hại ai nữa, bởi vì thực ra khi mình thấy thương hại ai là mình đang thương hại chính mình. Vậy thay vì đi lo cái chuyện bao đồng ngoài kia thì mình sẽ quay về làm đủ đầy bên trong. Thì đó là cách thức để mình có thể bình an và hạnh phúc nha.